Ủa, phát triển nào mới học hả con? Dạ không cha ơi. Ủa, hôm nay cha không quay clip gì hết trơn vậy cha? Thì cha tưởng mấy đứa đi học hết rồi, cha có mình sao quay clip được. Chứ lại, nay cha không ý tưởng gì quay cho con coi. Vậy mà nói là thánh chế thằng con được lạ. Trời ơi, thì thánh chế chứ lâu lâu cha cũng không ý tưởng với con, chứ không phải mà có ý tưởng hoài. Trời, xe cha đẹp dữ. Hay giờ cha đang chạy với xe đạp độ địa hình nè phải không? Ừ. Giờ cha chế thằng con bằng xe đạp độ địa hình đi cha. Ôi, cái xe đạp địa hình này khó lắm con ơi, làm sao mà con cá bằng cái xe này được mà chế. Mà thường hồn chế nổi rồi cha, thánh chế thằng con được lạ đồ. Trời ơi, sao con khi dễ cha dữ vậy phát triển. Ây cha, cái thằng con trai mình nó khi dễ mình quá các bạn ơi. Để mình coi coi. Chiếc xe này thì mình chế làm cần câu cá độc lạ cũng được đó hả? Ok, sẵn hổm rồi, có những bạn comment kêu mình câu cá bằng xe đạp địa hình đi. Chứ lại phát triển nó khiêu khích cha quá. Cho nên hôm nay cha quyết định, cha sẽ lấy chiếc xe này, cha sẽ chế làm cần câu cá cho con xem luôn. Hả? Ủa rồi. Gì cha chế được không cha? Cha bảo đảm được luôn, rồi con chờ cha nha. Dạ. Tức quá đi trời. Hello, xin chào tất cả bạn đi kênh Anh Tư Khải TV. Và ngày hôm nay mình vừa chế tạo ra một cái sản phẩm câu nóng hổi luôn các bạn ơi. Đó là cái sản phẩm câu độc lạ bằng xe địa hình đây. Thì phát triển nó đã khiêu khích mình, cho nên mình suy nghĩ mình đã làm ra cái cần câu độc lạ bằng cái xe địa hình nha các bạn. Đây thì cái xe địa hình này nó khá là đơn giản. Mình chỉ cần nghiên cứu là kết nối cái cọng dây sên này các bạn với cái trục quay ở sau đây thì mình đã câu cá được rồi đó. Như các bạn đã biết, hồi trước mình đã làm cần câu bằng xe đạp điện rồi, thì bây giờ mình cũng giống như vậy thôi bạn ơi. Đây thì cái này á, mình sẽ sử dụng 5 cái lưỡi câu. Hả? Mình kết hợp với chiếc dép này đó, khi mình câu mình sẽ cột dính như đây và mình sẽ lôi cái này ra đó. Thì khi con cá đang mồi thì mình chỉ cần gắn cái lưỡi sên lại đó. Đó bạn thấy không, ngồi cho hất tiễn leo lên đạp đó thì phát triển nó sẽ đạp nha các bạn. Đây mình sẽ ví dụ đây đó, bạn thấy không, phát triển nó sẽ đạp và cộng dây sên nên sẽ quay đi nha các bạn. Đó thì nó sẽ lôi một em cá nào đó lên. Hy vọng là ngày hôm nay cái sản phẩm của mình chế sẽ thành công nha. Cha ơi cha, con thấy cái sản phẩm này chế không đạt á cha, mà lúc con cá ăn á cha, không biết xe này kéo nổi không cha. Trời ơi, sao con khi dễ cha có vậy, hết khi dễ cha chế cần câu không được rồi, bây giờ lại khi dễ cha mà khi dính con cá kéo lên được không nữa. Thì bây giờ thì mình muốn thử nghiệm kéo con cá được hay không á, thì mình cũng thử mới biết được chứ con. Thì trước khi câu mình sẽ kết nối những cái lưỡi câu này vô cái lưu liếp này đó. Bây giờ mình sẽ buộc cái cọng dây này vô đây xong. Như vậy là mình đã kết nối lưỡi câu với cái lưu liếp này rồi. Mà cha lo một điều nè, khi mà con cá dính á đó thì con phải leo lên con đạp. Mà cha thấy con á thì hơi lùng, mà con leo lên được không nữa nè, con đạp tới không, đâu leo lên cây. Dạ. Ây cha, cái thằng con trai này nó giống ai mà nó lùng quá đó hả? Thì coi là con của cha không phải giống cha mới đúng chứ. Quá chuẩn rồi. Trời ơi, quên nữa, tại vì mình cũng không được cao cho nên thằng con trai mình nó lùng giống mình luôn. Được rồi, sau cái clip này cha sẽ về cha mua sữa cao cho con uống, con cao lên đó. Thì bây giờ cha sẽ tháo cái dây sên này ra đây đó. Con ngồi ở đây nha, con sẽ canh cổng nhỏ này cho cha nha. Dạ. Rồi con đưa cái trùng cho cha đi. Trùng đâu, trùng đây nè cha. Bây giờ mình sẽ tháo chiếc xuồng này, mình sẽ lấy cái chiếc dép này lên đây đó. Mình sẽ ngồi và mình sẽ lôi đi nha các bạn. Khi mình lôi ra ngoài kia mình sẽ câu nha. Con hãy đợi cha nha, cha sẽ đi tuốt xa ngoài kia, cha sẽ câu cá đó. Ây cha, mình sẽ lên cái xuồng cá khủng đó nha cha. Đúng rồi, cha sẽ chèo xuồng đi thôi. Yên lên được. Ê ơi, ôi chạy dây quá trời luôn mình ơi. Ây cha, mình sẽ chèo đi. Ren sắp hết rồi. Rồi hết chưa? Rồi, như vậy là dây đã hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ móc mồi vô 5 cái lưỡi câu này. Ây cha, như vậy là đã xong cái lưỡi thứ 4. Ây cha, trời ơi, sao đầu tiên mình tính 5 lưỡi, sao còn có 4 lưỡi vậy ta? Ây cha, chắc tại mình quên đó bạn ơi. Thôi thì 4 lưỡi cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái lưỡi câu xuống đây nha. Đó, mình sẽ bỏ cái lưỡi câu xuống đây. Đó, mình sẽ chèo chiếc ghe này xa ra để em cá nó ăn. Đó, mình sẽ chèo chiếc ghe xa ra.
Rồi mình sẽ lên bờ mình vô chậu, khi mà con cá nào mình sẽ nói mắc nhuyễn kéo cá lên. Rồi xong, như vậy là cha đã thả lưới câu xuống rồi. Bây giờ cha sẽ gắn cái sên lại, khi em cá nào nó ăn thì mình sẽ đạp nha. Con sẽ leo lên đạp tốc hành lên nha. Dạ cha, con thử con cá ăn chưa cha? Cha nghĩ con cá nó chưa ăn đâu, cha mới vừa vô mà. Nào ăn cũng phải leo lên liền mới được. Đúng rồi. Ây cha, con nhỏ này nãy con không để căng, khi con cá ăn thì làm sao cha biết được? Dạ nào nó ăn dây nó căng là mình biết rồi cha. Ây cha, mình coi chiếc dép có nhúng nhích hay không á đã. Cha cha, hồi nãy con thấy cha chạy chiếc thuyền ra ngoài nó động, với cha để chiếc thuyền ngay đó nó bự quá, sợ cá nó sợ cha. À, phát triển nói cũng đúng các bạn ơi. Theo mình thấy cái mương này khá là nhỏ mà nãy mình chèo cái xuồng ra thì nó động nước quá rồi. Con nói thì cũng có lý đó. Hay là cha đi bộ đi ngoài cha dục ra đi cha. Chứ chèo xuồng. Nhưng mà cái con dây này nó ngắn quá bạn ơi. Thay vì nãy mình có con dây dài mình kéo ra cái ao lớn người kia thì nó sẽ ăn đó con, đúng không? Đó. Thôi thì bây giờ cha sẽ kéo thử vô con có cá không nha. Đó cá ông bà phát ơi. Thấy không không? Có cá không? Đó. Rồi, bây giờ con hãy leo lên con đạp vô thử đi. Con lấy con này con leo lên mới được. Con đạp vô thử, nếu mà nó không dính đó thì mình sẽ dời lao vào cái ao lớn luôn. Dạ. Đạp nhẹ nhẹ con. Ây cha, sao nó lùn quá vậy? Đừng có địch tay ra nha. Từ từ. Ây da, rồi. Rồi con sẽ đạp đi. Đạp từ từ thôi nha con. Đó các bạn thấy không? Dây sên nó đã quấn nhợ vô các bạn ơi. Đó. Rồi mình sẽ chờ đợi. Con thử em cá nào dính không? Dính rồi bạn ơi, dính cá gì rồi. Con cho thấy nặng quá chừng luôn, dính cá gì rồi. Ờ dính cá gì đó chuyện ơi, nặng quá chừng luôn chuyện ơi. Ôi sắp lên rồi con, láng lên, láng lên. Ây cha. Cô dính cá mà nó lâu một nùi rác luôn bạn ơi. Ây cha. Cô dính em nào không? Rồi mạnh vô phát triển ơi. Rồi. Rồi các bạn ơi, nó dính rác quá chừng luôn, theo mình nghĩ không dính cá đâu bạn ơi. Tại sao mà nó kéo rác quá chừng luôn rồi, sao phát triển ơi. Ây da. Rồi nó dính rác quá chừng luôn phát triển ơi, một nùi rác này con cá nào mà dám ăn. Cha thấy cái xe này quá là đỉnh luôn bà phát triển ơi. À, nó kéo quá chừng rác luôn mà nó không bứt con dây luôn. Mà cái xe vẫn đạp nổi quá dữ luôn. Rác quá trời chơi. Con coi nè. Mồi nó bám vô cũng rác còn y xì luôn. Bây giờ cha sẽ nối dây vô và cha sẽ lấy chiếc xuồng cha kéo xa ra nữa nha. Chứ ở gần đây thì cá không ăn, mình giờ sẽ kết nối cũng dây vô bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kết nối cũng dây nè các bạn ơi, mình sẽ kéo ra cái đìa lớn khổng lồ ngoài kia luôn. Mình sợ cá động, bây giờ con theo cha đây, con cầm cái này nha. Dạ. Đó, con lên con ngồi chiếc thuyền, cha sẽ chèo ra bên kia. Cha con mình sẽ ra cái đìa lớn để mình câu. Ồ cá ục quá trời phát triển ơi, bây giờ cha sẽ quăng nhợ xuống nha. Quăng đi cha ơi. Ai. Rồi. Đó. Bây giờ cha sẽ chèo cái xuồng vô. Chèo vô nha, mấy động cá nữa nha. Mình sẽ chờ đợi khi em cá năng mình sẽ nó phát triển, nó sẽ đạp chiếc xe và sẽ kéo cái dây vô. Cá đục quá chừng luôn các bạn ơi, đục quá chừng các bạn ơi, quá nhiều luôn. Trời ơi đục các bạn ơi. Hy vọng là sẽ dính cá nha. Giờ mình sẽ gắn cái sên luôn nha các bạn. Nào dính cá mình sẽ đạp vô. Ây cha, sao lâu ăn quá vậy ta. Ây các bạn ơi, các bạn ơi mình thấy ăn rồi các bạn ơi. Ây cha ăn rồi phát triển ơi. Ăn phát triển ơi, đạp phát triển ơi. Đạp phát triển ơi. Ờ đạp đảo quá bạn ơi, đạp quá nhẹ luôn bạn. Ồ. Cá vô cái đâu rồi? Cá sắp tới rồi, cố gắng lên con ơi. Đạp quá nhẹ luôn chứ. Hello mấy cưng. Ôi quá đã luôn các bạn ơi. Lâu tới quá vậy con chừng em cá vượt ra luôn đó nha. Ô quá đỉnh luôn rồi. Như vậy là có em cá rô phi chiên xù ăn rồi, quá đã luôn. Ôi ôi. Thôi là lần này nó không mắc rác các bạn ơi, chứ mấy lần nó bứt dây luôn. Quá đỉnh luôn, quá đỉnh luôn. Ủa con cá còn dính không ta, mất tiêu em luôn rồi ta. Còn em cá không có ai, còn phát triển ơi, cha trưởng sĩ còn nè.
vô cái sến đi con trai ơi. Trời ơi, vô cái sến đi mà nó không chịu ấy, bà ơi dính rồi. Dính đi bà, dính đây. Yeah. Yeah, trời ơi, yeah bạn ơi. Một em cá lô phi khổng lồ, yeah. Trời ơi, dính rồi bạn ơi. Trời ơi, nhưng mà hút cuối sao con đạp vỡ vậy, phát triển. Trời ơi, dính rồi nãy giờ cá. Dính cái mép rồi không vượt bạn ơi. Trời ơi, cá lô phi khổng lồ luôn, yeah. Như vậy là đại thành công phát triển thôi, yeah. Yeah. À, như vậy là cái cây cần câu của cha chế bằng xe đạp địa hình đã thành công là phát triển thôi. Nhưng yeah, mà cái lỗi phút cuối là con đạp vô cái sên luôn. Ý cha các bạn ơi, gắn vô vô sên vô. Đó, như vậy đã thành công rồi, con thấy không? Dạ, quá thành công luôn trời. Đó, như vậy cái cần câu của mình đã kéo con cá vô bờ an toàn nha các bạn. Trời ơi, mình kéo quá chừng nhợ dài đâu bạn ơi, nó xa ha. Cả mấy chục thước, cả trăm thước luôn các bạn ơi, quá dài dài luôn nè. Trời ơi, nó quặn đừ hết trơn nè bạn ơi. Thôi là nó không dính cỏ phát triển thôi. Dạ. Ê cha, nhưng mà con câu vậy cha thấy chưa có đã. Con đạp không có kỹ thuật, bây giờ cha sẽ đạp cho con coi. Đó. Dạ, cha đạp thử. Bây giờ cha sẽ bỏ em cá Luffy này vô cái ghe đi. Đó. Bây giờ cha sẽ bỏ em cá Luffy này vô cái ghe. Cho nó vô đây đi. Cha nó sẽ động xuống đây. Đó. Trời ơi, cha động mày chạy chửi nó vậy cha. Bây giờ cha sẽ nơ chiếc xe xuống đây luôn. Ở xuống luôn cha. Đúng rồi, cha sẽ câu dưới ghe. Bây giờ cha sẽ nơ chiếc xe này xuống luôn, con cầm cái mình câu cho cha nha. Dạ. Đó, con cầm đi. Cha sẽ nơi xuống mương luôn, cha sẽ làm đìa lớn cho câu luôn cho con coi. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm mình câu trên xuồng luôn bạn ơi. Mình sẽ đưa cái chiếc ghe này ra ngoài sông lớn mình câu luôn. Đó. Cha quay đuôi lại cha ơi. Đây, cha sẽ để xuống đây. Trời ơi, chúng con cá cha ơi. Ấy. Trời. Quá đã luôn, quá đã luôn. Ê, cha. Xe đạp độ của cá mà còn nằm trên thuyền nữa. Rồi như vậy mới đỉnh chứ. Đó. Ôi bây giờ cha sẽ chèo ra ngoài sông lớn cho câu luôn. Chèo đi chơi. Con đưa cái chiếc dép cho cha. Chiếc dép rồi nha. Cho cha đây. Tèn tèn. Rồi. Bây giờ mình sẽ phi thuyền ra ngoài sông lớn để mình câu. Ôi. Đi đường thôi. Trời ơi. Trời ơi. Như vậy cha đã tắt nước sắp hết rồi phát triển ơi. Trời ơi, hên các bạn ơi, hên em cá Luffy còn ở đây. Tưởng nó vượt ra luôn rồi chứ phát triển. Như vậy là cha con mình còn mồi để con. Rồi. Bây giờ cha sẽ tiếp tục cha đi câu nữa phát triển ơi. Thôi cha ơi, chứ bỏ cuộc đi chơi. Hồi ra sông lớn mà lật thuyền hen cha. Cha uống nước no bụng luôn á. Trời ơi, cha nóng lắm, cha không bỏ cuộc đâu. Bây giờ cha sẽ tiếp tục đi câu nữa. Trời ơi. Con đang cầm cái lưới câu cho cha đi. Cha tức quá. Bây giờ cha sẽ tiếp tục lên đường nữa. Bỏ cuộc đi chơi. Không, không bao giờ bỏ cuộc, mình sẽ đi tiếp tục các bạn ơi. Đây, mình sẽ bỏ cái chiếc ghe này xuống, lần này mình quyết định sẽ thành công. Rồi. Đó. Con thấy cha nóng không? Nó dính cái đồ tát nước kìa. Không sao đâu. Bây giờ cha sẽ đi câu tiếp. Nó chân là xuồng nữa nha cha. Đúng rồi. Bây giờ cha sẽ đi câu tiếp. Ây cha. Như vậy mình sẽ đi câu tiếp bạn ơi. Rồi. Rồi mình thấy khá là im rồi, bây giờ mình sẽ chèo ra ngoài cái đìa lớn để mình câu. Mình sẽ đưa cái xe đạp độ này lên đường, lên đường. Yeah. Ui. Mạnh lên. Ai 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 ai. Trời ơi, cái quân bè dĩ nhân đi bà. Ôi xuống đi bà đi chiều rồi. Sao lại lật đó vậy ta? Lật đó rồi. Ây cha. Ô. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ê cha, con leo xuống phụ cha đây rồi. Rồi các bạn ơi, xuất ra luôn bạn ơi. Trời ơi, đúng là hàng pha ke. Ôi, còn có phi không cha ơi. Ôi, đúng là hàng pha ke các bạn ơi. Trời ơi, sao mà chán quá vậy. Ây cha. Ôi, em có phi còn không ta. Ô, tắt nước tiếp con trai vậy, cha lỡ đó, cha lỡ đó. Lần này cá lô phi vẫn còn. Em cá lô phi vẫn còn phát triển ơi, yeah. Tắt nước ra đi. Ây cha. Các bạn ơi, lần này lần thứ hai các bạn ơi, chắc mình bỏ cuộc tại đây các bạn ơi. Ôi, mình câu nãy giờ á, mình tính ra đề lớn đó, mình lấy cái xuồng mình câu cho bạn xem luôn. Nhưng mà xui xẻo mình đi hai lần đều lật xuồng hai lần các bạn ơi. Thì nãy giờ cha con mình đã kéo em cá từ cái đề lớn ra cũng cả trăm thước rồi. Mà nó không xảy ra, nó cũng đã dính rồi. Đúng không? Đúng rồi. Vậy con thấy thằng câu của cha cũng đạt không? Dạ quá đạt luôn chơi.
ơi. Con còn ghi dĩa cha nữa không? Dạ không cha ơi. Ok thì mình đã kéo em cá cả 100 mét vô đây mà không xảy ra các bạn. Thì lý do là phát triển nó đã vụt dây sơn và nó không kéo em cá lên bờ được. Đó là cái lỗi kỹ thuật nha các bạn. Thì mình thấy mình chế vậy cũng đã thành công rồi. Nếu các bạn nào thích video hãy để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ kênh Anh Tư Khải TV nha các bạn. Bây giờ cha con hẹn gặp lại các bạn ở